Chào mừng các bạn đến với vlog của Yến Trần. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng mình đi uống trà sữa. Nào, bây giờ chúng ta đi thôi. Gọi là quán trà thế giới, nằm tại số 205 trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Sóc Trăng. Theo như các bạn thấy thì quán sủi của chú Lẻn nằm ngay tại ngã ba đường, có rất nhiều xe cộ qua lại đông đúc. Trước mặt quán là công viên 30 tháng 4, cũng là một